hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối các bạn hôm nay là video cũng chạy một chút và ở Việt Nam thì đã bước qua là ngày thứ năm rồi thì hôm qua là ngày lễ July 4 thì hy vọng là những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có một ngày lễ July 4 vui vẻ hôm nay đây thì chúng ta cũng có một số thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay cũng là một ngày mà có nhiều tin tức đâu nhưng mà cũng có một số những tài liệu nổi bật chúng ta chủ yếu sẽ chú tâm nói tới những tin tức mà thôi chứ sẽ không có phân tích nhiều trong video này thì đầu tiên hết chúng ta cũng đang nhìn thấy được là chiến khu Hoa Kỳ đã mở trở lại và kết thúc hôm nay nay đã một chút các bạn chúng ta có 3 chỉ số thứ nhất là nasdaq thì xuống 0.18% phần trăm S&P 500 nó xuống cũng tương tự các bạn 0.2 và Dow Jones sẽ xuống 0.38 Pre-market bây giờ thì cũng đang đỏ một chút các bạn nhưng mà không phải là đỏ nhiều lắm cho ba chỉ số đó thì đỏ khoảng chừng là 0.1, 0 2 mà thôi và một trong những lý do thì chúng ta sẽ nói tới cái văn bản hợp của Fed đã có ngày hôm nay Hợp đồng dầu đó thì hôm nay mức là gần 72 đô các bạn tăng nhẹ một chút nhưng mà vẫn là mức thấp vàng đó thì chúng ta thấy là xuống tiếp tục thêm một phần nữa mức là 1925 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao các bạn? Nói tới BTC thì chúng ta đã thấy là BTC cũng vẫn trên 30.000 đô Khi mà zoom ra các bạn thấy được là BTC thì chủ yếu từ cái thời điểm là ngày 23 tháng 6 tới bây giờ đó, thì cũng xây quanh mức là khoảng 30.500 đô tới bây giờ cũng vậy các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cả trên crypto đó thì trong vòng 24 giờ qua đỏ một chút không phải là đỏ nhiều lắm nhưng mà chúng ta thấy là phần lớn thị trường đều là màu đỏ chúng ta có thể nhìn thấy là tổng số hóa thị trường crypto đó thì trong vòng 24 giờ qua đã giảm 1,2% BTC thì giảm 1.1% Ether thì giảm 1.5% nói chung thì những cái đồng lớn nó cũng giảm có 1-2% mà thôi đồng mà giảm nhiều nhất. Trong vòng 2 4 giờ qua đó chính là Kaspar giảm 10.7, cái đó là Bitcoin giảm 7.1 và AV à, giảm 6.6% các bạn. chúng ta nhìn thấy được là đồng tăng nhiều nhất đó, thì cũng không có đồng nào gọi là tăng nhiều đâu. Chúng ta có Solana chỉ có cái sự tăng trưởng là 1.3% mà thôi. Nói chung hôm nay là một ngày mà thị trường xuống một chút các bạn, phần lớn các đồng đều là màu đỏ. Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin lớn đầu tiên ngày hôm nay Đó chính là văn bản họp của Fed Nhưng mà nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết là mỗi lần mà Fed họp xong Thì 3 tuần sau chúng ta mới biết là trong cái cuộc họp đó đã nói chi tiết những gì Tại vì chúng ta đã biết là sau khi họp xong Chủ tịch Fed John Powell thì sẽ chia sẻ một số thông tin với báo chí rồi chấp nhận một số câu hỏi từ báo chí mà thôi chứ còn cái văn bản hợp chính thức phải đợi 3 tuần và hôm nay chính là cái ngày đó các bạn chúng ta bây giờ đã biết thêm là những gì được nói tới trong cuộc họp hồi tháng 6 thì họ đã nói tới gì các bạn nói chung nó thì cũng không có gì gọi là đặc biệt hết biên bản họp tháng 6 của Fed cho thấy là họ sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất sắp tới cái mà các bạn nên hiểu đó là trong văn bản họ chỉ để là có thêm các được tăng lãi suất mà thôi. Thì nhiều người khi mà đọc văn bản này ra họ sẽ nói là đương nhiên đã nói tới các được tăng lãi suất thì phải ít nhất là hơn một lần. Và chúng ta cũng đang thấy là trong cuộc họp với là báo chí đó thì Chủ tịch John Powell cũng đã đứng chính là có thể có thêm hai lần nữa. Ở quốc hội thì Chủ tịch John Powell cũng nói tương tự là có thể là có thêm hai đợt tăng nữa. CME thì bây giờ đó thì đang nghiêng về là chúng ta thấy phần lớn là sẽ tăng trong cuộc họp tháng 7 này chúng ta còn khoảng chừng 20 ngày nữa là cuộc họp kế tiếp nhưng mà hiện bây giờ các bạn thấy là 88% đã nghiêng về là Fed sẽ tăng thêm 0.25, còn lại đó thì nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Mặc dù đó chúng ta đã biết là Jerome Powell luôn đưa ra những cái nhận định là có khả năng là sẽ có thêm khoảng chừng hai đợt tăng lãi suất nữa, nhưng mà trong tương lai đó thì phản ảnh chỉ một đợt tăng lãi suất nữa mà thôi đó chính là trong cuộc họp tháng 7 này. Nếu như chúng ta nhìn xa hơn đó chúng ta còn bốn cuộc họp nữa tính luôn tháng 7 này là, là còn bốn cuộc họp nữa cuộc họp kế tiếp sau tháng 7 là tháng 9 các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là 71.6% nghĩ là Fed dự lãi suất ở mức là 5.25 tới 5.5% có nghĩa là phần lớn nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi tăng trong cuộc họp tháng 7 này tháng 11 thì sao các bạn phần lớn thì nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức là 5.25 tới 5.5 sau khi tăng trong tháng 7 nhưng mà chúng ta cũng có khoảng chừng là 1 phần 3 hợp đồng bây giờ cũng có cái dấu hiệu là nghiêng về Fed có khả năng sẽ tăng thêm một lần nữa tháng 11 Nhưng mà phần lớn vẫn nghĩ là Fed chỉ tăng một lần mà thôi Và tháng 12 thì sao các bạn? Tháng 12 cũng như vậy Phần lớn 51% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi tăng trong tháng 7 Thì chúng ta có thể thấy được là thị trường bây giờ chỉ nghĩ là Fed tăng thêm một lần nữa Nhưng mà chúng ta thấy là cái khả năng Fed giảm lãi suất năm nay đã hầu như đã không còn bao nhiêu hết à, Đó cũng là một trong những kỳ vọng nhiều người trong đó có thuận Hy vọng là Fed sẽ giảm lãi suất năm nay nhưng mà đối với những gì chúng ta đang chứng kiến đó, thì khả năng đó là hầu như rất thấp luôn các bạn chúng ta chỉ có thể hy vọng là fed tăng thêm một lần nữa rồi sẽ không tiếp tục tăng trong những đợt kế tiếp chúng ta sẽ thấy một trong những tài liệu đo lường cái phần trăm lạm phát sử dụng những cái dữ liệu hiện tại đó chính là true inflation Inflation là một cái chỉ số đo lường phần trăm lạm phát của một công ty tư nhân thôi các bạn Thì họ dựa vào 30 tài liệu liên quan đến giá cả Rồi sau đó là họ đưa ra cái ước tính là phần trăm lạm phát là bao nhiêu Thì chúng ta đã thấy được là trong vòng một tháng qua đó Thì inflation vẫn cho chúng ta nhìn thấy được một dấu hiệu là phần trăm lạm phát Giảm từ 2.87 xuống còn có 2.33 mà thôi Và các bạn đã thấy từ năm tới bây giờ đó, phần trăm lạm phát đã giảm liên tục Từ cái mức cao trước đó nữa là chúng ta thấy được là gần như là 10 trăm các bạn thấy được là lúc đó là cái thời điểm vào tháng 7 của năm ngoái rồi sau đó làm phát đã giảm liên tục một cách rất là nhanh chóng dựa theo tài liệu inflation thì cái chỉ số này đó sử dụng những cái dữ liệu hiện tại so với lại cái phần trăm đo lường lạm phát của Fed thì họ sử dụng những cái tài liệu nó có độ trì hoãn nhiều khi cũng rất là cao các bạn giống như là tài liệu liên quan tới mướn nhà độ trì hoãn có thể lên tới 8 tới 12 tháng có nghĩa là cái xu hướng phần trăm lạm phát sẽ từ từ giảm xuống chúng ta cũng đã thấy là những chỉ số như là CPI và PC đó thì cũng giảm rất là nhanh chỉ có chúng ta nhìn thấy là core thì vẫn giảm nhưng mà giảm chậm hơn là Fed mong muốn thì câu hỏi bây giờ đối với nhà đầu tư đó là không phải là Fed tăng bao nhiêu đợt và tăng bao nhiêu phần trăm nữa mà câu hỏi bây giờ đó là Fed đã làm đủ chưa để có thể đẩy lùi lạm phát rồi cứ từ từ xem lạm phát giảm theo thời gian hay là Fed làm chưa đủ cần phải tăng thêm hoặc là Fed đã làm Quá nhiều rồi có thể bây giờ phải cảm thấy là chưa đủ nhưng mà khi mà phần trăm này càng ngày càng thấm vào trong thị trường thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy được là tình hình tế sẽ tệ hơn một cách rất là nhanh chóng cho nên chúng ta thấy được là những quyết định của fed bây giờ đó nó không có cái sự ảnh hưởng là cực kỳ mạnh đối với lại chỉ số chứng khoán hay là giá cả của những loại tài sản như là crypto nữa khi xưa chúng ta nhớ là cái này một năm đó thì fed taxi thôi là thị trường đã đông bão rồi bây giờ đó thì mỗi quyết định của fed nó giống như là các bạn chạy một một chiếc xe ô tô mà trước mặt các bạn là một cái vực thẳm thì các bạn chạy tới đó một cách nhanh nhất có thể nhưng mà các bạn có chạy quá tốc độ khi mà các bạn đạp thắng đó thì xe các bạn vẫn trượt xuống vực thẳm hay là không thì chiếc xe ô tô đó chính là phép các bạn còn vực thẳm đó chính là suy thoái tài chính thì nếu như mà phép cứ tiếp tục tốc độ này và giữ tốc độ cao đó thì có phải đau quá nhanh để có thể thắng lại kịp lúc hay không hay là Fed vẫn chưa đủ mà cần phải đạp thêm gas nữa chúng ta nhìn thấy là những gì mà Fed chia sẻ đó là Fed cần phải đạp thêm gas mặc dù là tháng nhiều rồi đó thì Fed thả chân ra không đạp thêm gas nữa nhưng mà tháng này thì Fed đã muốn tiếp tục đạp thêm gas chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi các bạn nhưng mà đó là cái mấu chốt thì bây giờ mọi người quan tâm đến suy thoái tài chính nhiều hơn là quan tâm đến từng hành động một của Fed nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả ra sao bây giờ mọi người chỉ nghĩ là mỗi hành động của Fed đó, chúng ta ngày lại càng tiến gần hơn tới giật thẩm và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Spin đây là một dự án sàn phái sinh phi tập trung 360 độ được xây dựng trên Near và Polygon ZK EVM phục vụ cho holders, traders, các nhà đầu tư tổ chức, market maker và đặc biệt người tìm kiếm thu nhập thụ động mà đề thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Được thành lập vào tháng 6 năm 2021, Spin là cái đáp đầu tiên cung cấp giải pháp order book trên Near. Tháng 9 năm 2022, Spin cũng là dự án đầu tiên ra mắt hợp đồng tương lai trên giao thức Near. Điều đó là Spin trở thành dự án trên hệ sinh thái Near và sắp tới là Polygon ZK EVM. Spin cung cấp nhiều loại sản phẩm được thiết kế phù hợp cho những người giao dịch mới cho bạn trải nghiệm giống như là một sàn tập trung giúp dễ sử dụng Dự án hiện có hơn 16.000 người dùng thường xuyên đạt hơn 20 triệu đô volume giao dịch spot và 30 triệu đô giao dịch phái sinh Một số sản phẩm của dự án thì có thể kể đến Thứ nhất là giao dịch spot với nhiều loại lệnh khác nhau Phí giao dịch thấp hơn 3 lần so với AMM DAX truyền thống Tốc độ giao dịch nhanh và tính thanh khoản cao thứ nhì là giao dịch futures với đòn bẩy là 10x các cặp như là BTC USDC và Ethereum USDC đầu tư chủ động Automatic Investment Products hay còn gọi là EIP giúp người dùng tối ưu các chiến lược giao dịch và tính toán tỷ lệ ROI một cách hợp lý kế đó là DeFi Option Vault hay còn gọi là DOV giúp đơn giản hóa chiến lược đầu tư quyền chọn hoàn toàn được tự động bởi hợp đồng thông minh và cuối cùng đầu tư với các pool staking được đảm bảo bằng stablecoin Dự án đó thì đã thành công gọi vốn là 3.7 triệu đô la từ nhiều tên tuổi lớn như là Lemiscap và Spartan và được hỗ trợ từ Polygon ZK EVM và Near Protocol. Đội ngũ dự án đó thì được thành lập bởi các cổ đông giao dịch chứng khoán phá sinh và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài sản DeFi các trang mạng của dự án thì cũng đã thu hút được một lượng quan tâm lớn từ cộng đồng với hơn 62.000 follower trên Twitter và 20.000 thành viên tham gia Discord. Và đây là những cái thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Và đương nhiên tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu mà nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm về thông tin cùng các chương trình sắp tới của dự án trong phần mô tả video này. Tôi sẽ để cái link bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video này. Ngoài trừ cái thông tin liên quan đến Fed ra chúng ta hôm nay cũng có một cái buổi phỏng vấn trên đài CBC các bạn và lần này đó CBC phỏng vấn một trong những CEO cực kỳ có tiếng các bạn đó chính là Larry Fink của BlackRock thì ông ta đã nói gì trong cái clip ngắn này thì chia sẻ với các bạn clip này khoảng chừng một phút mà thôi các bạn thì trong cái clip này là fin đã nói về cảm nghĩ của mình liên quan đến crypto thì trước đây là fin cũng đã từng chia sẻ cảm nghĩ của mình về crypto rồi cái tiền khoảng chừng 2 năm các bạn đã nhớ là trong cuộc phỏng vấn với là thì một trong những câu hỏi là là fin có thấy những khách hàng của công ty BlackRock có nhu cầu đầu tư về crypto hay không? Thì lúc đó ông ta nói là chẳng có khách hàng nào muốn đầu tư về crypto hết. Crypto chỉ là công cụ dùng để rửa tiền mà thôi. Thì à, bây giờ đã quay xe 180 độ rồi các bạn. Hôm nay, Lê Phen nói crypto như là vàng điện tử và người ta cũng đầu tư crypto để chống lại lạm phát. Thứ hai nữa đó là Bitcoin là một loại tài sản quốc tế, sử dụng cả thế giới luôn, không có liên quan gì đến một tiền pháp định nào hay là không liên quan gì đến bất cứ một ngân hàng trung ương nào hết. Nó đại diện cho một loại tài sản mọi người có thể dùng như là một giải pháp thay thế và cái tài sản mà người ta dùng để dùng làm giải pháp thay thế lớn nhất bây giờ đó chính là vàng thì lefin New La uh, clip và BlackRock. And also I do believe the role of crypto is, um, it is it, it, its digitizing gold in many yeah. ways. It's a it's a instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the on, uh, the onerous problems of any one country or or the or the devaluation of your currency whatever country you're in um, let's be clear bitcoin is an international asset it's not based on any one currency and so it, it, it can represent a asset that people can play as an alternative i would call the, the foundation of blackrock is about hope you invest for retirement because you believe tomorrow is better than today Chúng ta đã nghe rồi đó Le phen nói Tiêu chỉ đầu tư của BlackRock đó chính là đầu tư vào bất cứ mạng đầu tư nào mang đến hy vọng Tại vì mọi người đầu tư là chủ yếu để về hưu và tại vì người ta hy vọng là sau này khi về hưu nó sẽ tốt đẹp hơn là bây giờ. Và bây giờ BlackRock đó đã ví BTC như là một hy vọng các bạn. À, chúng ta cũng đã biết tại sao rồi. Tại vì chúng ta đã thấy BlackRock thì bây giờ đang để đơn để có được một Bitcoin Spot ETF. Vì sao thì có thể các bạn cũng đã đoán được tại vì cái nhu cầu để giao dịch một Bitcoin Spot ETF rất là cao và BlackRock có thể kiếm được tiền bằng cách là cung cấp dịch vụ này. Và đương nhiên khi mà hỏi về đầu tư cá nhân đó, thì Le Fan nói là ông ta hiện bây giờ tuy nghĩ BDC như vậy điện tử nhưng mà ông ta không có đầu tư BDC hiện tại. Các bạn có tin hay không thì các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Cái đề tài liên quan đến chúng ta thấy một loạt trên công ty. Chúng ta có BlackRock, Fidelity, chúng ta có Valkyrie, chúng ta có hàng loạt những công ty họ để đơn để có một bitcoin spot etf và rất nhiều những công ty trong số đó chính là đến từ phố wall các bạn những công ty đồ sộ trong phố wall thì việc mà chuyên crypto này đó rất là thích thú với cái thông tin liên quan tới BlackRock và những công ty kia đại đơn đã có một Bitcoin Spot ETF cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi tại vì nhiều người nói là à, thị trường crypto này đây là một thị trường sinh ra để có một cái sự tự do một mảng đầu tư mà nó không có liên quan đến phố War à, chúng ta có thể thấy được đây là một cái loại tài sản phải tập trung vân vân nhưng bây giờ chúng ta lại chào đón những công ty lớn phố Wall tới thì có hợp lý hay là không Thật ra đó, cái quan điểm của Thuận thì nó khác một chút các bạn để chia sẻ công nghiệp Thuận thì các bạn có thể chia sẻ của mình bên dưới Thuận thì nghĩ đơn giản hơn là BTC nói riêng đi đây là một loại tài sản chúng ta thường hay nói là phi tập trung thì Thuận nghĩ là sẽ có một số bạn nói là BTC đó bây giờ một phần lớn được lưu trữ bằng một số ví của ca voi và họ thao túng giá thì cái đó đương nhiên là có xảy ra các bạn và thật ra chúng ta có thể nhìn thấy những thị trường khác như là thị trường vàng thị trường bạc thậm chí chứng khoán bây giờ đó thì vẫn bị thao túng hàng ngày chỉ là cái độ thao túng nó nhỏ hơn tại vì thị trường đó lớn hơn mà thôi cần nhiều tiền hơn và cần nhiều cái chiến lược hơn để thao túng giá thị trường. Còn thị trường crypto bây giờ nhỏ hơn cho nên có nhiều sự thao túng xảy ra. Các bạn có thể Google à, tìm hiểu những thông tin liên quan tới thao túng à, thị trường vàng, thị trường bạc vân vân và đã có nhiều công ty đã bị phạt tiền tại vì họ đã bị buộc tội là thao túng thị trường. Nhưng mà bản chất của btc thì không ai có thể quản lý được các bạn btc là một cái mạng lưới phi tập trung là chúng ta có rất là nhiều những cái hồi đào rất nhiều những cái máy nô khắp nơi ở trên thế giới các bạn không thể nào mà ngưng btc được blockchain vẫn tiếp tục hoạt động khi mà thụ muốn gửi một btc đến cho bất cứ ai sử dụng địa chỉ ví của btc đó thì các bạn thấy được là không ai có thể ngăn cản được Ngoài trừ các bạn sử dụng một cái giải pháp tập trung như là gửi từ sàn thì các bạn có thể là bị đóng băng nhưng mà nếu như mà thuận sử dụng cái ví của thuận để gửi trực tiếp với ví các bạn thì không ai trên thế giới này có thể ngăn cản được cái giao dịch đó đó là cái sự tập trung của btc và btc không thuộc về bất cứ ai hết thì đương nhiên không thuộc về thuận không thuộc về bạn không muốn riêng ai hết Thuận tham gia vào cũng được Hôm nay thường có thể là mua một cái máy đào và tham gia vào đào BTC cũng được Thuận có thể là mua một BTC và cất vào ví cá nhân của mình cũng được Không ai có thể ngăn cản và bạn cũng làm được như vậy Thì tại sao BlackRock lại không thể tham gia vào thị trường này các bạn Cái quyền tham gia vào thị trường này giữa BlackRock và giữa Thuận thì nó hoàn toàn là bằng nhau Đây là một mạng lưới phi tập trung Ai tham gia vào để làm gì cũng được Nhưng mà đó cũng là một trong cái điều thú vị Đối với BTC các bạn Bạn nghĩ Bitcoin là gì thì Bitcoin là đó như là thường thường chia sẻ với các bạn đó có người đến như BTC tại vì họ thích cái thông điệp phi tập trung có người tới BTC tại vì họ nghĩ Bitcoin là một cái loại tiền tệ mà không dính dáng với lại thị trường truyền thống hay là không dính dáng với lại bất cứ một cái ngân hàng trung ương nào hết nhiều người đến với BTC thì họ nghĩ đây là một cái loại tài sản phi tập trung có thể lưu trữ dài hạn được có người đến với BTC tại vì họ nghĩ BTC là một vàng điện tử có người đến với BTC tại vì đây là một công cụ giao dịch mang lợi ích cho họ và có người đến với BTC tại vì họ nghĩ Bitcoin là một cái sản phẩm mà có thể mang đến lợi ích cho họ giống như BlackRock đến với BTC gì Sao cũng được hết các bạn Chúng ta có thể có hàng trăm lý do Nhưng mà cuối cùng nữa, nó cũng quy ra cung và cầu mà thôi thì đối với lại sản phẩm Bitcoin ETF đến từ những công ty lớn này đó thì trong thời gian ngắn hạn nhất là bây giờ đó thì gây ra rất nhiều những cái sự xôn xao trong thị trường khi mà có sản phẩm này rồi đó thì các bạn biết là những cái công ty này thì đương nhiên để phát hành cổ phiếu thì họ phải lưu trữ BTC thì khi mà có nhiều nhu cầu thì họ sẽ thu mua thêm BTC thì đây là điều mà chúng ta muốn nhưng mà ngược lại khi mà nhu cầu không có nữa hay là người ta trả cổ phần lại để mà lấy tiền đó thì đương nhiên BlackRock ngược lại cũng sẽ đem bán BTC các bạn cho nên đây sẽ trở thành một trong những cái thành phần lớn luôn có cung cầu rất là lớn ảnh hưởng đến giá của btc nhưng mà đến cuối cùng đó, thì sản phẩm spot etf là một trong những sản phẩm mà có thể giúp cho nhiều người bây giờ muốn tiếp cận thị trường crypto này muốn tiếp cận btc nhưng mà họ lại không có muốn tự đi thu mua bitcoin muốn tự giữ btc họ chỉ muốn tiếp cận về mặt giá cả mà thôi thì sản phẩm bitcoin spot etf là cái sản phẩm mà họ cần chung quy đó thì dài hạn đây là một cánh cửa mới mở ra cho BTC các bạn ngắn hạn thì giá có thể dao động nhưng mà dài hạn đây là cánh cửa để mà có thêm người tham gia vào những người mà bây giờ họ chưa tham gia vào thị trường này chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự ảnh hưởng đối với lại vàng ra sao khi mà chúng ta thấy là vàng ETF thông qua lúc mà chúng ta thấy là thông qua đó thì giá cả cũng có cái sự dao động nhưng mà dài hạn các bạn thấy đã thu thêm nhiều người họ muốn tiếp cận vàng nhưng mà họ lại không muốn tự mua vàng, tự dư trữ vàng vì nhiều lý do như là an toàn thì họ thấy là ETF là cái sản phẩm mà có thể cho họ tiếp cận được với giá mà không cần phải quá quan tâm đến những thứ như là tự lưu trữ và làm sao để bảo quản Bitcoin Spot ETF cũng như vậy các bạn Đương nhiên không có gì chắc chắn là những cái đề xuất bây giờ sẽ được thông qua hết các bạn Chúng ta đã thấy là lần lượt những công ty đã nộp đơn trở lại rồi Và chúng ta cũng đã biết là BlackRock là một trong những công ty nộp đơn trễ hơn phải đeo đi và những công ty còn lại Nhưng mà cái đơn của BlackRock đó thì khác một chút các bạn Trong cái đơn nộp lại của BlackRock cho SEC Các bạn đã nhớ là thứ sáu tuần rồi đó Thì SEC nói là những cái đơn này không đầy đủ Và cuối cùng những công ty đã bổ sung tên Coinbase là cái sàn mà sẽ cung cấp dịch vụ dữ liệu để cho Nasdaq có thể sử dụng phần mềm của mình để phân tích dữ liệu trade thì BlackRock đó cái đơn này của họ là họ nói họ đã có hợp đồng với Coinbase rồi và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 các bạn. Những công ty khác đó thì chỉ để là sẽ có hợp đồng với Coinbase mà thôi. BlackRock nói là đã có hợp đồng và đã có hiệu lực rồi. Thì cái đơn của Black Rock nó đầy đủ hơn đối với thuận hiện bây giờ. Nhưng mà có được thông qua không thì vẫn là một chấm hỏi và nếu như mà SEC muốn kéo dài thời gian thì chúng ta lại phải chờ 240 ngày nữa các bạn. Có nghĩa là chúng ta phải chờ qua tới khoảng chừng là tháng 2 của năm sau. Có nghĩa là ngay trước thời điểm Bitcoin haven à, chúng ta lại có thêm một công ty nữa chính là Valkyrie các bạn. Valkyrie là công ty chế nhất ngày hôm nay đã nạp đơn trở lại cho SEC và các bạn cũng có thể đoán được trong đơn của họ họ đã nêu tên Coinbase là đối tác của họ tất cả đều nêu tên Coinbase hết thì chúng ta cũng có một cái tin đồn các bạn cũng khá là thú vị tin đồn này đó là đến từ một người gọi là Bias Knox thì đây là một người mà thật ra không có nhiều người biết đến đâu các bạn nhưng mà Eric Balchunas là một trong những kỳ cựu ở trong thị trường ETF và đến từ Bloomberg thì Eric Balchunas là một trong những người mà cái tiếng nói có tầm ảnh hưởng khi mà nói tới những cái quỹ đầu tư ETF thì Albert nói là BySnox là một trong những người mà thường hay nói đúng và BySnox nói là có một cái thông tin nội bộ là tuần sau đó SEC sẽ gặp mặt với lại những công ty mà đã đệ đơn Bitcoin Spot ETF thì nếu đó là sự thật đó chúng ta chưa biết là sự thật hay là không nhưng nếu đó là sự thật thì chúng ta sẽ biết thêm thông tin sau tuần sau khi mà scc gặp những công ty này đó thì chúng ta sẽ biết thêm là scc có thực sự là có ý định nghiêm túc xem xét những cái đề xuất này hay là không tại vì nếu như mà họ đã không có ý định thông qua rồi thì không có lý do gì mà giam những đề xuất này hết các bạn họ sẽ trả về nhanh chóng khi nào mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn nói tới gần cung và cầu của bitcoin đó thì các bạn đã nhớ là gần đây chúng ta nhận được hàng loạt những thông tin đến từ classno đến từ crypto là các pu đào đã, đã gửi nhiều btc lên các sàn đương nhiên họ gửi lên là có ý định bán có bán hay chưa đây thì chỉ có họ không biết mà thôi nhưng mà tôi nghĩ họ đã gửi lên thì sẽ bán thì câu hỏi luôn là cái số lượng BTC này được gửi lên từ những cái pool đào đó Họ bán ra Thì ai đã thu mua những số lượng BTC đó Tại vì các bạn thấy là giá cũng không có nhiều sự thay đổi Các bạn chúng ta tới bây giờ Giá không những là không xuống mà còn tăng lên nữa Từ lúc mà những cái thợ đào gửi những BTC lên sàn Để các bạn thấy giá liên tục tăng Và tăng tới mức hiện tại là hơn 30.000 đô Thì dựa theo tài liệu của Lasno đó Những cái nhóm tôm cua và cá là những nhóm mà nạp nhiều BTC vào ví của mình và cái số lượng BTC họ nạp vào đó là khoảng 208% so với cái số lượng BTC đào được và để nhắc lại để các bạn nhớ đó thì tôm nghĩa là những cái nhóm địa chỉ ví mà có dưới một BTC các bạn à, và cái nhóm địa chỉ ví này đó đã chiếm 125% trong số lượng 208% mà tích lũy à, so với lại cái số được đào ra cua đó là cái nhóm ví mà có từ 1 tới 10 BTC là khoảng 83% và cá là cái nhóm có từ 10 tới 100 BTC là khoảng 22% các bạn. Có nghĩa là Classno nói là phần lớn đó những cái số lượng BTC đó có thể đã được tích lũy bởi những nhóm này. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không thấy có cái sự phản ứng tiêu cực liên quan tới giá khi mà có nhiều thời đạo gửi BTC lên trên sàn và hôm nay chúng ta cũng đang nhận được một cái thông tin đến từ Meda các bạn, đây là thông tin đến sớm hơn khoảng chừng 2 ngày. Tại vì được nhớ là ngày 7 tháng 7 thì Meta mới bắt đầu là cho ra mắt một cái ứng dụng mới gọi là Threads. Ứng dụng này đó là một cái ứng dụng mà sẽ cạnh tranh trực tiếp với lại Twitter. Thì cuối cùng đã ra mắt rồi các bạn. Thuận là một người mà không có sử dụng Instagram cho nên Thuận chưa có thử cái ứng dụng Threads này. Như bài nào mà đã thử rồi đó, thì hãy comment dưới xem coi là các bạn có cảm như thế nào. Có thật sự cạnh tranh được với lại Twitter hay là không. Đương nhiên các bạn thấy là Meta cũng gấp rút đưa ra sản phẩm này ngay thời điểm này Tại vì gần đây chúng ta đã có nhiều cái sự drama liên quan tới Elon Musk hạn chế cái số lượng thuyết được đọc hàng ngày à, từ những kẻ cao Cho nên đây là thời điểm tốt để mà Mark tung ra sản phẩm này Nhưng mà không biết bây giờ đã có bao nhiêu user rồi Thường thì phần lớn vẫn sử dụng là Telegram và Twitter Và cũng sử dụng Facebook các bạn Nhưng mà Facebook đối thường nên là một cái ứng dụng mà nó chậm hơn so với những ứng dụng khác Và Facebook thì cái độ kiểm duyệt nó cực kỳ cao nên các bạn có thể nói được là Cái sự kiểm duyệt của Facebook còn gắt hơn cả YouTube các bạn. YouTube đã kiểm duyệt cao rồi. Facebook còn cao hơn nữa. Không biết các bạn có đi ý hay là không Đối với cái số lượng người mà theo dõi Kênh Facebook của Thuận đó Thì cái số lượng đó hầu như là không có thay đổi Nhiều cả năm qua luôn Và những cái post mà thường chia sẻ đó Ở trên Telegram và trên Twitter Thì các bạn thấy được là cái sự tương tác Nó cao hơn rất là nhiều Nhưng mà ở trên Facebook đó, thì hầu như là không có nhiều tương tác luôn Fanpage đó, thì các bạn đã nhớ là Cả năm qua khi mà thường đăng thông tin đó, Thì nhiều khi không có tới 100 bạn Tương tác nữa Một những lý do đó là tại vì quá trình một năm trước ta chia sẻ rất là nhiều những cái video meme với các bạn và một số những video đó đã được đánh dấu là bản quyền và Facebook giận với lời dài các bạn gần cả năm sau đó thì các bạn thấy là trang fanpage thì mới um, bắt đầu được giới thiệu lại cho nên gần đây các bạn thấy là trong vòng hai ba ngày qua sự tương tác nó cũng đã tăng lên tại vì Facebook đã hết giận thuần cá rồi các bạn nhưng mà nói chung đó, thì uh, thùng không biết là cái ứng dụng mới này ấy, nó sẽ ra sao Nhưng mà tôi nghĩ kiểm duyệt chắc chắn không sẽ hơn cả Twitter rất là nhiều Nhưng mà tôi nghĩ gì cũng không quan trọng đâu các bạn Quan trọng là chị Cathy Wood nghĩ gì Sau khi có thông tin thì Ark Invest của Wood đã mua thêm 5.486 cổ phần của công ty Mayda ngày hôm nay Và nói tới Twitter đó thì uh, Twitter đã nhận được ba cái bằng hoạt động di chuyển tiền các bạn Twitter đã nạp đơn cho tất cả 50 tiểu bang và thì bây giờ đã có 3 tiểu bang đồng ý cấp cái bang này cho Twitter đó chính là tiểu bang Michigan, New Hampshire và Missouri thì cái bằng hoạt động di chuyển tiền này đó là cung cấp dịch vụ nó giống như là PayPal hoặc là Venmo của bạn có thể giúp người gửi tiền từ A tới B và Twitter sẽ làm gì với những cái bàn hoạt động này thì bây giờ vẫn chưa có rõ nhưng mà chúng ta biết là Elon Musk đã có một cái suy nghĩ là cái ứng dụng Twitter này sẽ từ từ xâm nhập vào lĩnh vực tài chính chứ không phải là chỉ sẽ ở cái mạng xã hội không mà sẽ từ từ xâm nhập vào mạng tài chính sẽ cho người ta gửi tiền trực tiếp từ Twitter và có nhiều tin đồn nói là Twitter sẽ từ từ à, tích hợp những cái crypto vào trong đó để cho người ta gửi sử dụng crypto có biết crypto thật ra Twitter bây giờ đó chúng ta cũng đã biết là kết hợp với lại strike các bạn có thể sử dụng ví Bitcoin Lightning để có thể là tip một người khác ở trên Twitter, nhưng mà sau này đó thì Twitter hầu như là cũng muốn chuyển hướng qua trở thành một mạng xã hội tài chính, nhưng mà bây giờ chỉ có ba tiểu bang cấp giấy phép hoạt động thôi các bạn, còn lại thì vẫn chưa có lên tiếng. Và chúng ta cũng có một cái thông tin à, được chia sẻ từ quỹ tiền tệ quốc tế các bạn IMF Thì chúng ta cũng đã thấy quỹ tiền tệ quốc tế đó là một trong những cái đơn vị mà không thích crypto Nhưng mà cho dù họ không thích gì nữa đó Nếu như các bạn đọc những cái thông tin họ chia sẻ, như gì mà thường đã chia sẻ trên kênh này đó Thì trong bao nhiêu năm qua, giọng điều của họ thì vẫn không thích Nhưng mà Giọng điệu đã đỡ khi xưa nhiều rồi các bạn Hầu như bây giờ đó IMF chỉ nói là BTC hay là crypto Nói chung đó có nhiều rủi ro Cho nên các quốc gia cần phải có luật Để mà quản lý Chứ còn trước đây đã nói là các quốc gia nên cấm à, Đây là một cái công cụ Chủ yếu dùng cho lừa đảo, dùng cho rửa tiền Vân vân, à, dùng để mà trốn thuế Nhưng mà bây giờ đó IMF sẽ không nói gì nữa Lý do thì các bạn cũng đã thấy rồi Những công ty lớn ở phố Wall cả quốc gia như là Salvador Nhiều quốc gia ở mỹ latin thì cũng đã chấp nhận crypto và các bạn chấp nhận crypto làm phương tiện thanh toán chính thức hay là chấp nhận crypto làm tiền tệ hợp pháp chúng ta có nhiều ngân hàng trung ương cũng đã lên tiếng nói là sẽ ủng hộ cái thì crypto này chỉ là muốn ra luật được quản lý mà thôi thì imf cũng đã chuyển hướng và một chuyện lý do khác nữa các bạn thấy imf đã nói là những quốc gia đã nên nghĩ đến là crypto có thể mang đến rất là nhiều thuế nếu như mà có một chính sách thuế tốt để crypto phát triển thì phải thu được rất nhiều thuế từ crypto. À, chính sách đó là gì ra thì bây giờ mỗi gia cần phải tự đưa ra kết luận. chứ IMF bây giờ vẫn chưa có đưa ra bất cứ khuôn khổ pháp lý gì cho thuế hết. Và IMF nói đó là crypto không phải là công cụ tốt để dùng để chống thuế các bạn. Tại vì IMF nói là thứ nhất tất cả điều trên blockchain rõ ràng. Thứ hai nữa đó là cái phí rất là cao và cái giá trị của crypto có sự giai động rất lớn cho nên crypto đó không phải dùng để cho chúng thuế đầu thì kết luận cũng là câu đó các bạn đối với BlackRock đối với Wall Street đối với những hàng trung ương đối với MF cũng là câu đó không có bạn bè vĩnh viễn các bạn đã biết những câu còn lại là gì rồi tôi sẽ không lặp lại tại vì nhiều bạn nghe chắc cũng đã nhàm chán rồi chúng ta cũng thấy được thông tin liên quan tới Binance US thì Binance US sau khi mà bị kiện bởi SEC thì các bạn thấy được là cái Phần trăm thị phần của ban US ở Hoa Kỳ đã giảm từ hơn 22% từ tháng 4 bây giờ xuống chỉ còn có 0,9% và các bạn không tới 1% trong tháng 6 nữa. Nói chung đó là sàn Binance US này à, sau khi mà bị kiện rồi đó và sau đó nữa lại mất đối tác ngân hàng khiến cho không còn nhiều người sử dụng sàn Binance US nữa và nói thật chứ nếu như mà Binance US không có đối tác ngân hàng đó thì cũng sẽ không ai dùng đâu tại vì nó rất là phiền phức các bạn tất cả sàn ở Hoa Kỳ như là Gemini như là Crypto.com như là Coinbase vân vân thì đều có thể sử dụng ngân hàng trực tiếp được nhưng mà Binance US sắp giữa mức đối tác ngân hàng rồi, thì không có lý do gì mà người ta sử dụng các bạn. Tại vì nếu như muốn sử dụng thì không lẽ là chúng ta lại phải đi mua stable coin ở một sàn khác rồi di chuyển qua Binance USD để trade. Cho nên các bạn thấy sàn này nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như mà không có một đối tác mới. Và cũng rất là đáng tiếc luôn các bạn. À, thật ra trước đây đã, FTX US là một trong những sàn mà có cái phí rất là rẻ Rồi sau khi FTX sụp đổ rồi đó thì Binance US là một trong những sàn phí rất là rẻ Cho nên nhiều người dùng Binance US để cho họ trung bình giá để cho họ trade Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ Binance US sẽ gặp sự cố Thì những sàn còn lại ở Hoa Kỳ đó phí rất là cao Nhất là Coinbase các bạn Nhưng mà ngược lại đó thì các bạn thấy là SEC cũng kiện Coinbase Nhưng mà thị phần của Coinbase tại Mỹ đó thì là tăng từ 48% lên 55% vào tháng 6 rồi và nói tới Binance thì hầu như tuần nào cũng có thông tin các bạn và phần lớn gần đây đó là những thông tin không tốt. Chúng ta đã nhận được một cái thông tin đến từ những cái bài báo ở Úc đó thì họ nói là Binance Australia, những là chi nhánh Binance ở Úc đó thì đã bị lục xót bởi cảnh sát ở Úc vì họ đang điều tra một cái gì đó. Các bạn đã nhớ đó là Binance đã không tiếp tục cung cấp dịch vụ phái sinh cho người dùng ở Úc nữa và đó là điều chúng ta đã thấy à, hồi tháng tư rồi. Nhưng mà Binance bây giờ đó thì vẫn à, cung cấp dịch vụ trade spot cho người dân ở Úc. Thì à, nếu như đều tin thật đó thì không biết là cảnh sát ở Úc đang điều tra gì về Binance và chúng ta cũng nhận được một cái thông tin thông báo đến từ Binance Global nghĩa là Binance.com Dành cho những người nào mà sử dụng multi-chain, multi-protocol Thì Binance sẽ nói đó là những đồng Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó Trong đó chúng ta có Poker Starter, Alchemy Pay, Bift of Finance, Superverse, Travala Spell Token, Alpaca Finance và Harvest Finance Những cái token này đó thì uh, dịch vụ gửi và rút từ multi-chain sẽ ngưng ngay thời điểm hiện tại lý do tại sao đó thì bài này không có nói rõ nhưng mà những bài nào mà có những thủ kịch này thì vẫn có thể gửi rút thông qua những mạng khác chứ không thể dùng mạng mô Thái mà thôi và cái mạng mô thai này đó các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng hai ba tuần thì có cái vụ uh, lùm xùm là CEO tự nhiên biến mất và nhiều người cho là CEO đã bị bắt ở Trung Quốc Tức là vẫn chưa có thông tin chính thức để mà xác nhận điều đó Nhưng mà các bạn đã thấy là cái mạng này cũng đã gặp một số những sự cố kỹ thuật Và họ không kiếm có được CEO Tại vì CEO đang giữ cái mật mã để mà log in vào server Để mà xử lý cái mạng lưới hay gì đó Thường cũng quên rồi các bạn Nhưng mà tóm lại đây là cũng có nhiều cái drama Thì cũng có thể liên quan tới cái vấn đề đó Nhưng bây giờ thì thường hiểu đó là mô thời trang protocol đã hoạt động lại bình thường rồi Nhưng mà Binance đã ra quyết định là sẽ ngưng gửi vào rút một số những cái token thông qua mô thời trang Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ CFTC các bạn Đây là bộ quản lý hàng hóa tại Hoa Kỳ Thì họ cũng điều tra cái sự kiện liên quan tới Celsius và CEO Alex Masinski Và sau khi điều tra đó thì CFTC họ đã đưa ra kết luận là Alex Masinski Và Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư Không đăng ký với các cơ quan quản lý mà đã vi phạm một số quy định Và CFTC có thể bắt đầu để đơn kiện. Thì các bạn đã biết là Salesforce cũng đã bị kiện bởi SEC. Bây giờ đó thì uh, CFTC cũng muốn kiện Salesforce và CEO Alex và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể như được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, coex OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn